Chào các bạn nhé. Chiếc máy Hà này khách thông báo ấy là hàn không ngọt. Tức là ngày xưa lúc đầu thì anh ấy bảo là hàn rất tốt, hàn rất ngấu, rất ngon. Nhưng bây giờ là hàn cảm giác như nó không còn ngọt như như trước. Đó. Và máy thực tế là máy này là của ông anh trưởng tộc họ Vũ nhà mình. Còn ông bác, con trai của ông bác ruột mình nhá. Anh trai của bố mình ấy. Thì mình cũng không rõ là nó như nào, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn này, con máy này không biết anh ấy kiếm đâu ra hay là này mượn của ai, nhưng mà điốt thì cũng hỏng này, cũng cắt bỏ hết luôn luôn này, chả hiểu luôn. Điốt 9202 này mọi người ạ. Đây này, mọi người không nhìn được nhỉ, nó rất là bẩn, mình vừa mới tháo vỏ ra thôi, tí nữa mình sẽ đi vệ sinh qua cho cái đã. Còn D9202 này thì đã đang bị cắt đứt rồi nhá, đứt cụt rồi nhá. Còn chơi cái trò là mai mai để hở ra để hàn kìa các bạn kìa. Đó. Không biết là ai làm thì mình cũng không rõ các bạn ạ. Tụ của Tông Đa nhá. Giả sử ấy, bọn tụ này mà vô tác dụng, mất tác dụng, dung lượng nó rất là nhỏ. Ví dụ như là 470, bây giờ tụ tổng 4 con. Thì chúng ta lấy 470 nhân với 4 này, thì chúng ta sẽ biết được dung lượng của nó. Nhưng bây giờ đôi khi ấy, là tụ mà nó bị hỏng 3 con chẳng hạn, chỉ còn có một con chẳng hạn, thì đôi khi hàn nó sẽ là kém hẳn nhá. Bởi vì cái năng lượng DC của nó là khi ở công suất lớn nó không bằng phẳng nữa, bởi vì là bọn tụ tích trữ đã bị bỏ bớt mà. Thì nhìn thì cái con máy này thì ngày xưa nó có đồng hồ này, nhưng mà đã tháo bỏ đi rồi. Đó. Tháo bỏ đi rồi. Giữ lại đây này. Và đặc biệt là cái công tắc này cũng đã dây điện vào thay thế là được, cắm điện bắt có điện luôn rồi. Và cái công tắc mình chả hiểu sao cái công tắc bây giờ này đầu ra này đi vào hai cái dây điện này. Hai dây điện này này. Đây và đây này. Là cắm ra cái gì đây? Cái đèn này là đèn OC mà, này cắm nắp vào đây à, nó là đèn báo OC đấy chứ. Cả đấy và đây thì cũng bật tắt thì chả tác dụng gì, bởi vì hai pha khác, hai cực khác nhau mà. Rồi lém bút đi đi cho nó rộng cửa rộng nhà các bạn ạ. Đấy. Đây này các bạn này, đấu như này thì vô tác dụng gì. Công tắc gì hết rồi, công tắc đẻo rồi. Bây giờ mình sẽ ra mình vệ sinh qua, mình hàn qua thử cái xem thế nào. Rồi mà thôi, chưa vệ sinh, ghim điện thử để xem nó lạp tụ như nào, xem tụ còn nhiều dung lượng không các bạn nhé. Cứ để nguyên tình trạng thử phát đã. Xem vào tay mình xem nó có hàn ngọt hơn ngày xưa không các bạn ạ. Ổ điện này không ổn rồi, phải thay ổ điện khác đi. Mình ghim điện nhá. Nó mồi, nó đóng cái le mà. Dạ, ồ, nguồn giạc cao thế nhỉ? 70V cơ. Này 70V nhá các bạn nhá, cao đấy nhỉ. Đây mình sẽ cắm trực tiếp nhá. Vừa nay cắm như thia mà ra 70V rồi, bây giờ cắm trực tiếp xem như nào nhá. Hơn 100V luôn là có sự cố đấy các bạn ạ. Con này đang sai dao động không? Hơn 100V luôn đấy các bạn nhá. Đây là lại cho mọi người này, không thể nào điện áp ở chế độ chờ mà cao được như này đâu. Mình ghi điện này. Chúng ta nhìn đồng hồ nhá. 101V luôn. Bình thường nó gì vừa sửa một con bo y như này luôn, nhưng mà linh kiện ở đây nó không phải SMD, nó ra tầm khoảng 60V thôi, chứ không thể cao nó như vậy được, 60 đến 70V là cùng thôi các bạn nhé. Đo tần số dao động thử, mình ghi qua bóng đèn thôi các bạn nhé. Ôi trời, lỏng lắm. Ông ấy đi mua thay ngay cái ổ cắm cắm này đi. Các bạn nói ổ của mình cắm bếp từ nhiều, nó làm lỏng hết rồi. Ở đây là con 7 con 7812 này. Mình đo cái tần số dao động nhá. Đo trên con lưng con IRFZ24 của cầu H đấy. Live biến áp chi xung ấy. Đây 113 thì 113 này là ok các bạn. Như vậy là chuẩn mà. Thế tại sao điện áp nó ra cao dã man thế nhỉ mọi người nhỉ? Khi mà tần số nó sai thì đôi khi điện áp ra nó cao đấy các bạn ạ, tần số nó tăng lên cao hơn đấy các bạn nhé. Chả nhẽ con này lại ra điện áp đến mức như thế thì giật chết toi các bạn ạ. Các bạn phải, nó không thể ra đến mức cao được như thế đâu mọi người ạ.
Nhưng mà cảm giác như tụ 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 tích trữ rất ít luôn đấy các bạn. Mình ghim lại thử xem nào. Tám mươi v này, à 80W này, rút điện ra này. Tụ tụ thế là ok nha. Tụ chờ một lúc thì tụ mới nhả được nguồn 24V là ok. Nhưng mà sao con này điện áp cao dã man thế nha mọi người nhỉ? Các bạn chờ mình để mình đi vệ sinh rồi tính nghĩ tiếp nha, xem tại sao nhá. Và vệ sinh cho hàn thử xem thế nào. Alo. Anh Long ơi. Ơi. Em Kiên. Cái sạc của thằng bạn anh thì em sửa được rồi đấy, lúc nào anh qua đấy nhá. Còn em đang sửa cái máy hàn của anh ấy. Cái máy hàn này là máy của anh hay của ai? Máy của anh mà. Thế anh mua ở đâu? Hả? Anh mua của ai? Anh mua ở đâu? Anh máy trước rồi bạn nó cho. À bạn cho gì? Thì... Đâu tháo em không. Thời gian cũng đâu rồi đấy, mà nó thấy yếu yếu này. Hà nó yếu gì em thấy linh kiện nó còn bỏ bớt bao nhiêu chán thật đấy. Thôi rồi 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 để em xử lý nhá. Như vậy là cái sạc này à, cái máy này là do ông anh này ông có được thằng bạn cho nên cho vào ngày xưa thì nó hàn ok nó nhưng bây giờ nó hàn yếu nên để mình xem nó thiếu con nào mình lắp thêm. Như vậy là 18L50 của Sinan, 18L50 các bạn ạ, của SN Sinan. Nó sẽ có là cứ ba con song song nhau thì chắc chắc là nó chết, nó báo OC nào ông thợ là ông tháo vứt bỏ đi một con luôn nên chỉ còn hai con gánh thôi đấy, thợ lại thợ thuyền đấy các bạn ạ. Thế gánh thì hết hết lỗi là chạy hàn bình thường, nhưng mà nếu mà khách mà hàn mà công suất nhỏ thì nó chịu được thì nó sống, còn đâu nó chả chịu được thì nó lỗ nó chết tiếp các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn này, đây này là 1/2 của con Vinat nó mất tác dụng. Các bạn không nhìn được nhé, nhưng mà mình ra mình vệ sinh ấy, thì tất cả cái chân của mọt điếu này nó đứt hết ra rồi nhá. Như vậy là một nhánh này đã không còn chỉnh lưu ở đây, à bên này cũng bị luôn nhá. Nhưng mà kể ra dùng hai bên áp thì nó cũng hàn khỏe lắm các bạn ạ, còn bên này nó đứt hết ra rồi nhá. Nhưng mà mình chưa hiểu tại sao điện áp ra cao như thế, chẳng lẽ là con này điện áp nó ra zin bản nó ra cao đấy à, nó nguy hiểm cho con người cái dã man luôn đấy các bạn. Tất nhiên là khi hàn này nó sẽ tụt xuống đấy. Giả sử như ngày xưa nó sẽ dùng cái biến áp động lực này là 22/4 hay là 21/4 hay là 20/4 đấy thì nó sẽ ra điện áp cao và thấp đấy các bạn ạ. Đây nhá, để mình chứng minh cho mọi người nhá, là mình cũng có một cái mạch à, có cái máy lá lá như này, mình vừa sửa thôi, cái bao dao động nó khác một chút thôi, nó y kiểu dạng như này, mình vừa xử lý khối nguồn nó trước cái video này là mình sửa nó, mà mình sẽ đo đạc cho chúng ta tham khảo ấy, là cái nguồn của cái máy kia ấy, là nó thấp hơn con này nhá. Con này của Rinai nhá, mình sửa với cái lỗi chập chờn của khối nguồn liên quan đến con PC817 thì chúng ta sẽ thấy nhỉ, nhìn cái bo dao động của nó hơi khác một chút thôi nhưng mà nó hoàn toàn giống luôn nhá mọi người nhá, cũng ba biến áp nhá, y như thế nhá mọi người nhá, giống hệt không khác gì đâu mọi người ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ xem nguồn của con này này, nguồn con này ra tầm khoảng 70V hay sao ấy. Đây nha, mình đo thử nhá. Đấy, chỉ khoảng 70V thôi mà con kia ra tận 100V. Dã man chưa các bạn? Không hiểu luôn. Mình bảo rồi, khả năng là do nó dùng con biến áp mà hãng họ dùng con biến áp động lực là 20/4 hay là 22/4 hay là 21/4 đấy các bạn ạ. Con này thì nó chạy cái tần số 'Sao nhảy loạn linh tinh thế nhỉ? Ô tận 160 mấy km này á, kinh thế. Nó đang có sự cố gì à các bạn? Các bạn chờ một chút mình xem nào. Nó không tiếp xúc rồi các bạn ạ. Chứ đo vừa nãy là 105 km mà, chứ nó nhảy loạn thế thì chết các bạn ạ. Mình đang cắm qua bóng đèn nên điện áp sẽ rất thấp nhá. Mình cắm trực tiếp này. Đấy, 69, 70 thôi. Con kia tận hơn 100. Con cho coi như là 100 các bạn ạ. Và hoàn toàn giống nhau nhé, không khác đâu nhé các bạn nhé. Mình không có con 18L50 này.
Thì như này nếu mà hàn ít thì vẫn ok đấy, nhưng mà hàn nhiều đôi khi sẽ chết các bạn nhé. Bởi vì 18 cộng 18 là nó chỉ có mấy chục cái nhỉ, 36A rồi. Mình đang có ý định là mình rất nhiều 23 là 50 nên mình sẽ thay 1, 2, 3 con 23 là 50. Mình không dám lắp một con ở đây đâu nhá, mình lắp cả ba con cho nó đồng bộ một nhánh các bạn ạ. Cũng như cái con máy hàn Zinai kia kìa, nó chạy con 41007. Ngày xưa năm 2022 mình đã sửa nó một lần, lỗi OC là do chết 4107 mình không có. Mình đã táng ba con 23 lần 50 trong một nhánh chỗ này này. Và đến bây giờ thì nó vẫn chạy bình thường. Không rõ tại sao mà điện áp nó lại ra cao thế đâu nhá. Mình đang nghi ngờ là do zin bản nó như thế. Nhưng mà hơi nguy hiểm các bạn ạ, nhỉ. Nó chỉ ra tầm mấy chục cái ra là trăm, như là máy cắt đấy, à, máy cắt plasma nó mới ra cao như này. Có loại máy nó gọi là máy thổi nhá mọi người nhá, thì để áp ra cao này đấy. Đây này, bây giờ cho chúng ta tham khảo là cái con này cái chỉ số điện dung của nó như nào nhá. Mình nhiều con 23L50 lắm trong này này, mình mua mình phải đo so sánh xem nó tụ ký sinh nó giống nhau không để biết rằng là nó ok không nhá. Đây là con zin bản này, 18L50 này, tụ ký sinh nó là 3,2 nano nhá, 3,2 đấy. Con này là cao hơn rồi, con 23 này cao hơn rồi, tận 4,9 5 rồi các bạn ạ, 5 luôn rồi, cao dã man đấy các bạn ạ. Nhưng nó vẫn đáp ứng được thì kệ nó thôi. Ở đây mình có con 16 này, 16 nhỏ hơn đấy, đấy cũng chỉ là khoảng 3,2 thôi, 16 mà. Nhưng mà không dám lắp lệch như này, lắp lệch này nguy hiểm lắm mọi người ạ. Nó song song kiểu lệch. K20Z50 này, 20A 3,7. Tóm lại là do cái dòng mắc chịu đựng mắc của nó được có 18A thôi, nó nhỏ hơn 23 thì dẫn tới là cái tụ ký sinh nó sẽ nhỏ hơn mà mọi người nhé. Thôi mình cứ táng 23 là 50 vào nhá, táng 3 con vào. Chỗ này nó bị hở điện ít nhưng mà dùng băng dính để ở dưới mình nghĩ là ok, vẫn cách điện là tốt các bạn ạ. Thời ngày xưa máy hàn chạy MOSFET đầu tiên nên là toàn dùng 23L50, về sau các hãng toàn giảm giá thành là dùng những con MOSFET nó dòng nó thấp hơn các bạn ạ, 16A, 18A, rồi 20A. Và tất nhiên là những cái A thấp như thế thì nó sẽ không thể bằng khỏe bằng 23 được các bạn nhé. Hình như có loại nó dùng cũng có 25L50 đấy, nhưng mình thấy ít gặp, 23 thông dụng hơn. Còn chân hơi ngắn, nhưng hàn ngấu xuống dưới là vẫn ok hết mà các bạn, mạch in 2 lớp mà. À, họ tháo ra họ không dùng hút thiếc như mình đâu, mà họ kiểu dùng nhựa thông họ đưa vào rút ra hay sao ạ. Tiếp theo thay con diode nữa nhá, thay diode và hàn chặt lại nữa. Đấy, hàn xong rồi nó khoanh dưới như này nó sẽ bám tốt. Đây là những con diode như này mà không bám chân như này thì nó sẽ xảy ra trường hợp là vô tác dụng của biến áp, thì đôi khi hàn nó sẽ yếu. Con này mình còn xử lý nhiều thứ nữa, có lẽ là mình sẽ, vì nó là của người quen của mình lắp cho cả cái đồng hồ này luôn nhá. Các bạn đón chờ mình lắp đồng hồ nhá, nhưng mà mình xử lý nhiều thứ đã, chỗ đã. Rất nhiều máy hàn điện tử là hay bị bong cái chân diode chỉnh lưu đó các bạn ạ. Bởi vì nó cứ lưng lên hạ xuống, thế là thành ra nó bị bong ra. Bong ra thì nó vô tác dụng trên mạch. Đây là con con nắp cũng rất là lỏng luôn. Đấy. Chắc là lâu ngày nó đứt rồi, họ cắt cạo câu cái gì. Mình nghĩ là đây không phải là thợ, đây có khi là
Mấy ông này ông là thợ bảo dưỡng hệ thống điện trong công ty Long Xin, nên có khi các ông ấy tự làm ấy các bạn ạ. Mình nghĩ thế. Nhưng các ông không có đồ. Nhưng các ông này làm theo kiểu không có linh kiện. Đấy, chân này tháo ra dùng dây đồng quấn quấn vào là hàn được, là hàn nó giữ ra được mà vẫn ok mà các bạn. Chứ hàn theo kiểu như này thì 3 bữa lại tụt ra ngay. Kiếm con khác lắp vào thôi. Đây là mình có con D9202 bị mua ra máy nó đứt gãy chân thì mình vừa về hàn đây. Đây. Đây kiếm nhặt được cả ferrit đút vào cho nó hoành tráng các bạn ạ. Chả có chả sao rồi mà các bạn. Về sau nó bỏ hết. Có thì nó ok hơn nhé. Mục đích của nó là chặn nhiễu chặn xung gì để bảo vệ cái con này này. Những cái con này nó phải có tác dụng thì nhà sản xuất họ mới cho vào các bạn ạ. Nói chung là đây là những cái linh kiện rất là thông dụng trong máy hàn. Chúng ta mà sửa là người sửa máy hàn này, chúng ta lúc nào chúng ta cũng nên phải có sẵn. Riêng hàn con này mình phải lật ngược lên như này thì hàn nó mới bám ok, chứ không thì không lật ngược lên là nó tầm chảy đi mất đây. Nó sẽ gộp dòng hàn vào giữa mà con này còn phải xử lý tiếp nữa. Và mình thấy cái chỗ này người trước họ hà sửa chả biết là thợ hay là người tự sửa cũng ok, nhưng mà họ dùng nhiều nó bị hàn nó bị cháy này. Họ đang cái này thì phải xử lý rồi. Cái chân này đầu cốt này, chắc đầu cốt này chỉ có các anh ở trong công ty các anh mới dùng cái đầu cốt này, các bạn mình đoán thế rồi, chắc là tự sửa đấy. Nhưng mà đang có hai cái trong này này, cái này này, cái trong này này đang chảy hết rồi các bạn ạ. Phải xử lý cả cái này nữa này. Mình cố gắng cho mọi người xem nhá, là ba bốn cái chân dây màu vàng này, nó chính là một 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 GAC. Chúng ta thấy nó tím hết và nó cháy hết này, chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, là không phải là do ông anh mình dùng nhiều đâu, mà con máy này nó đã dùng quá nhiều rồi, nó xỉn nó cháy hết như thế. Thì giả sử mà nó không tiếp xúc cái dãy này thì coi như là nó chỉnh lưu được một nửa chu kỳ thôi, thì đôi khi nó cũng hàn sẽ rất là yếu. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, là lúc nó tiếp lúc nó không, chứ không phải là nó tách mãi và không phải là nó tiếp tốt mãi. Nên do đó mà bây giờ mình sẽ cần phải phục hồi hết cái chân này lại. Cái chân này thì người ta đã hàn lại như này rồi, bây giờ mình sẽ phục hồi lại cả cái chân bên trong nữa cho nó thật là ngon lành hết nhá. Tôi ra sẽ test thử xem nó chạy có ok không. Mình vừa thao tác mình hàn chặt nó lại luôn nhá. Thì vừa nãy là nó xỉn, nó đánh lửa rồi nó tụt đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ hiểu rằng đây là một dây AC này, và đây là một dây AC nữa mọi người ạ, là hai dây AC ấy. Thì thực tế là cái dây AC này đi vào đây chỉ là lôi quạt nữa thôi, cái dây này này là đi vào chỉ để lui quạt thôi, nó vào cái chân quạt thôi. Còn đâu nó đi vào đây, nó đi sang cái chỗ này thì người thợ trước hoặc người trước họ đã hàn đi lên trên này rồi. Bốn cái dây này nó sẽ đi vào hai dây AC của cầu chỉnh lưu. Sau đó mà nếu mà xung dương đây ấy, thì nó sẽ chỉnh lưu bằng hai con diode bên trong ra dương đây nhá, để lọc. Còn nếu mà lửa chu kỳ vào đây mà là âm ấy, thì là nó sẽ đi từ dương này, nó sẽ đi qua rồi đi về. Nó tóm lại là một trong các chân này mà tiếp xúc tốt ấy, thì có sẽ lúc lại là cái máy hàn này chỉ chỉnh lưu được có nửa chu kỳ thôi, do đó mà nó sẽ rất là yếu, đôi khi nó sẽ như thế nhá mọi người nhá. Cái này thì họ hàn đây, họ hàn như kia ok rồi các bạn ạ, là ngon rồi. Còn cái này thì mình vừa mới xử lý thôi nhá, nên cái chân này bây giờ dòng chảy không qua đây không nhiều đâu. Cái chân này này, cái chân dòng chảy qua nó chỉ là của quạt thôi mà mồi nhá mọi người nhá. Tiếp theo còn làm một vài thứ nữa. Đang sửa, ông anh ông ra ông lấy cái sạc xe điện cho bạn ở công ty. Thì ông ấy nói kỹ hơn đây là cái máy này thằng bạn nó cho mấy năm rồi, hàn ok ngon lắm. Nhưng mà bây giờ thì hàn hàn chán, còn hàn không cháy được.
13 mà cô. Tháo được rồi. Ừ. Vâng. Hàn chán nó mà vặn hết cũng không hàn nó được các bạn ạ. Khẳng định 100% mình đã bắt được lỗi, nó chính là vị trí của cái cầu nối lên cái hai con cầu diode đấy. Và hai con cầu diode đấy có một những chân nó tiếp xúc không tốt ấy, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là bị chỉnh lưu được có lửa chu kỳ thôi chẳng hạn. Thì có những lúc nó chỉnh lưu được cả chu kỳ nhưng chỉ được một phần nhỏ thôi. Do đó mà cái năng lượng DC nó rất là thấp thì dẫn tới nó bị hàn yếu. Nếu mà chúng ta bị hỏng tụ thì bốn con tụ ở dưới thì nó cũng yếu các bạn nhé. Còn nó điện áp nó cao thì nó sẽ kệ thôi. Mình cắm điện này, mình chưa tí nữa thì mình nắp ấy. Ô, cái này nó tiếp xúc tốt các bạn ạ. Cái ổ cắm này này, quả đã chạy rồi nhá. Mình đo chúng ta này, nguồn bây giờ nó về 85V chứ không phải là 110V nữa. Chả hiểu sau khi mình xử lý một loạt như thế thì bây giờ nguồn nó về 85V mọi người ạ. Vừa nãy mình cũng ok xong thì mình ra mình hàn thử, thì trước khi ra thì mình cũng đo nó là 85V chứ không phải là 100V nữa. Và khi nó hàn, khi nào mà nó đốt que thì có thể nó sẽ tụt thấp hơn đấy nhá mọi người nhá. Đây này các bạn này, nó đây này. Đây, tù lại cho mọi người. Đấy, chính nó nhá. Đầu tiên thì mình để mức ở giữa một chút thôi. Hết cỡ đấy. Ôi, quá lỏ luôn các bạn nha. Các bạn nghe tiếng các bạn biết rồi. Giảm bớt. Đi làm đâu ông Cảnh? Chẳng đi làm công nhân ý chứ gì. Đi bán hàng thôi gì. Gặp thằng em nó đi qua hỏi nó về vợ nó, chính là cái con mà hôm nó đem điều khiển điều hòa xuống sửa ấy, phải dập mồm nó ngay, không được cho nó nói ấy, bởi vì nếu mà cho nó nói thì nó nói đau hết cả đầu, nó nói nắm lắm cái con vợ thằng đấy. Tóm lại là hàn như thế này, theo cá nhân mình nhận định ấy, so sửa rất nhiều máy hàn rồi mình thử ấy, thì hàn như này nó rất là ok rồi, nó cực kỳ luôn nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu tiến hành móc cho anh ấy cái này ngày xưa có một cái máy hàn một công ty mình phá các bạn ạ. Mình phá chả biết nó còn chạy đâu, hồi đấy là cái máy nó vỡ lát hết rồi. Cái này còn chưa bong cơ, bây giờ phải cần biết chức năng chân nhá các bạn nhá. Thì ra nó ghi đây sẵn rồi này, 1 2 7 8 như nào nhá các bạn nhá. Nó ghi đây nhá, 1 là dương 5V đến này, 2 là 0V này, còn đâu 4 7 8 là cái tín hiệu sau khi qua VR đi đến thì nó hiển thị đấy. Nó hiển thị từ 2 cho đến 199 à, gì đó thì mình không rõ. Nhưng kiểu gì trong hai cái dây 7 8 này sẽ có một cái dây là GND thì mình sẽ đo với dây 2 để xem là cái dây nào. Đấy, nó là cái dây này nhá, nó có hai dây GND lên mà. Đó, như vậy là mình sẽ biết là tín hiệu sau khi qua VR sẽ vào chân số 7, 8 và 2 là GND, 1 là 5V. Thì bây giờ nhìn trên này. Nhìn trên này thì đây chính là cái rắc nó ra này. Cái rắc của nó đây này. Đó. Thì mình cũng không rõ là cái dây cái nào và cái nào đâu. Thì đây là con 7805 này, mọi người nhá. Hai mã chắc là khác nhau đấy nên chúng ta sẽ phải cần biết được. Bây giờ tìm GND đã nhá. Tìm GND này. GND thì chính là cái chân giữa này luôn này. Đó. Như vậy là GND là hai cái bên ngoài nhá. Thì trong hai cái này sẽ có một cái 5V. Dương 5V ấy thì mình sẽ đo từ thôi đo kiểu này cũng được, cũng biết được này, lấy đồng hồ đo đi.
nha, đây đồng hồ đo nhé, để mình đo cho chúng ta tham khảo nhé. Mình đã biết được là hai cái này nó là mát rồi. Bây giờ tìm kiếm 5V với cái kia thôi mà, cái điện nhá. Thì chắc là cái ngoài cùng à? Không phải. Đấy, như vậy là cái thứ hai là 5V nhá. Cái ngoài cùng đó chính là VR và điện tới đấy. Giờ mình đang vặn vặn VR chứ vặn nó không thấy gì nhỉ, nó phải vặn, nó phải lên được điện áp chứ nhỉ. Nó có không phải mấy vô này rồi à? Ít thế các bạn. Vặn về không thế nào. Con này VR ok nhá. Nếu mà đôi khi VR hỏng chúng ta hàn yếu đấy nhá các bạn nhá, hàn khó hàn đấy nhá. Như vậy là vặn như này nó sẽ là không có điện áp, tí điện áp nào các bạn ạ. Vặn về không đấy, còn nó đây là tăng lên nhá, tăng lên hết cỡ đấy. Thì nó hiển thị là như con này nó sẽ hiển thị ở cao nhất là 220 rồi. À, hồi tóm lại là bây giờ mình đã biết được như này này. Là cái số 1 sẽ đấu vào cái số 2 ở cái này nhá. Cái số 1 con này này là 5V. Rồi cái số 7 sẽ đấu vào cái số 1. Còn hai cái kia là gửi ra đi nhá. Mình sắp xếp lại cái dữ liệu cái chân này cho đúng như thế là được. Mình có dò chân thì chân cẳng nó hoàn toàn đúng luôn, cứ thế là phi vào được luôn các bạn nhá, không sai xa gì luôn. Nhưng có cái là khi vặn cao hết nó chỉ hiển thị được có 16 thôi các bạn ạ. Con này cứ như là của máy ăn tích ấy các bạn ạ. Con này là mình nhớ bây giờ phải vặn VR hoặc là phải can thiệp bên trong này cho nó hiển thị tầm khoảng hơn 200 các bạn nhá. Đây là mình có nhìn được thì cái VR chỉnh như nó ở đây này, tăng lên đấy, để tăng lên hết cỡ xem được bao nhiêu. Đây này, đấy, tăng này ít một lắm, chắc phải can thiệp rồi, can thiệp VR rồi. Mình thấy điện áp ra thấp thấp quá mà hết cỡ mất rồi các bạn nhé, kêu tạch tạch như thế là hết cỡ của cái VR rồi, cần phải mở nó ra để can thiệp tín hiệu bên trong rồi mọi người ạ. Mình vặn cái này cho nó về 16, đầu tiên nó đang ở 16 mà. Ơi. Đây là không này, đó, đây là vặn tăng dần này. Đấy, nên được thế đâu, nó phải hiển thị được 200 mấy cơ các bạn nhá. Bây giờ bắt đầu nghịch ngợm, cái nó tóm lại là con này hình như là của máy hàn tích hay sao ấy, mình cũng chả nhớ nữa. Dạ. Cái điểm giữa này là điểm ra của con VR này thì nó sẽ phân áp qua con 100K tới đầu của cái VR chỉnh tinh chỉnh này. Sau đó nó mới đi qua con VR đấy, nó mới ra cái chân số 1 đấy mọi người ạ. Thì bản chất là con này hỏng từ ngày xưa rồi, con điện trở 100K đây đã cháy rồi. Mình tháo cái này ra. Mình thấy cái chân nó bắt đầu chân vào nó đi qua con điện trở này, mình đang hàn dây đồng vào này, nó đang từ 16 nó lên được 36 chả được bao nhiêu à. Hình như là còn 10K sao, tí nữa lại gỡ nó ra thôi. Nó thay con 100K này là ok, đây là con 100K đây này các bạn này. Nó keo nó đổ bé tíu, đấy chúng ta phải dò cho nó biết con chết nhá. Con này nó ghi là nâu đen vàng, thì tức là 100K do lên hàng mấy mê này. Thả nào vừa nãy mình đo cái điện áp kia rất là thấp mọi người nhá. Thôi kiếm con 100K thay thôi. Lại gỡ bỏ cái này ra. Cái này, con này ngày xưa nó hỏng trước này hay là người ta mới tháo cái ấy này đi lắp vào cái chỗ khác. Tháo cái đồng hồ này này. Cái đồng hồ này là không phải đồng hồ của nó đâu nhá mọi người nhá. Đồng hồ là của mình đấy. Cũng quả chả phải của mình, là của một cái máy hỏng mình phá ra các bạn ạ. Mua mới đầy mà mọi người nhá. Mình kiếm được con 100K khác này. Ok nhá. Vừa có cái hai anh à, hai bác. Hai bác trưởng sắc trong làng đi vận động mọi người ủng hộ quỹ Trường Sa. Năm nào cũng cứ hết quỹ này quỹ kia. Không biết mọi người có quê mọi người không, vì sắp đến mình chả biết rồi.
cứ thỉnh thoảng mình ngồi nhà này thấy các bác chính quyền đi đến là bảo là vận động ủng hộ này, ủng hộ lắp camera, ủng hộ lắp camera ở làng ấy. Đấy, bây giờ là sau ở Sóc Sơn này nó sắp lên thị trấn hay lên thành phố gì đấy là các làng đều có camera ở đường các bạn ạ. Nên là ủng hộ được bao nhiêu thì ủng hộ thôi, mình lắp ở dưới cho dễ nhá các bạn nhá, còn không thì người nhà nước vẫn đầu tư cho mà các bạn. Không biết mọi người ở quê mọi người có được đang vận động được đi ủng hộ quỹ cho Trường Sa không. Quê mình thì mọi người cũng như mọi người ủng hộ thì có người ủng hộ có người không, nhưng mình thấy list danh sách thì có người ủng hộ 10.000, mình ở quê mà các bạn nhá, đa số là họ ủng hộ 20.000, có một số người thì ủng hộ 50.000. Thế là mình vừa mới được có cái chị đến chị lấy cái máy sấy quần áo với giá 50.000, thế là mình dùng tờ 50.000 đấy mình ủng hộ. Thế là cuối cùng mình ủng hộ quỹ Trường Sa chính là sửa miễn phí cái máy sấy quần áo các bạn ạ. Giờ xem nó lên như nào nhá. Cắm điện nhá. Đã cắm. Ôi, lên tận 300 mấy luôn. Cao chưa? Quên hết, bây giờ đo cho chúng ta tham khảo là nó sẽ có cái nguồn này, nó sẽ cao hơn vừa nãy nhá. Vừa nãy này mình các bạn sẽ thấy là nguồn rất thấp ấy. Đây là mình sẽ đo nguồn cho chúng ta thấy để chúng ta thấy là có sự khác biệt nhá. Mình lấy mát đã nhá. Đó là cái chân bên ngoài cùng các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình vặn nó lên này. Chúng ta thấy nó lên điện áp không? Nó lên lên 0,3V. Nhưng vừa nãy nó có 0,22, 0,022. Nó rất là thấp các bạn nhé. Thôi tí lắp sau mình sẽ cho mọi người nhìn cho dễ, chứ tí là mình lắp này phải ngửa lên nó hơi khó. Đây là mọi người có thể nhìn được như này nhá, để mình chỉnh nó về. Mình chỉnh nó về tầm khoảng 220 nhá. Vặn hết cỡ lên này. Nó lên tận hơn 300 nhá. Và mình sẽ vặn cái VR này nó về tầm khoảng 220 nhá. Mình đang vặn VR đấy các bạn nhá. Chúng ta đây là con VR tinh chỉnh hiển thị, còn đây là con VR chỉnh dòng nhá. Các bạn nhá, chỉnh dòng cao thấp nhá các bạn nhá. Con VR đấy thì chúng ta không nên động làm gì cả. Nếu chúng ta sửa công suất muốn độ bền của mạch ấy, thì chúng ta có thể chỉnh con VR đấy để vặn nó sẽ công suất sẽ giảm hơn một chút được. Nhưng mà con này thì mình cứ kệ thôi, mình không động cái đấy. Mình sẽ vặn về 220 các bạn nhá. Đấy, như này đi. Bởi vì nó là AR220 mà nên hiển thị là 220 là ok nhá. Đấy, nó phải thành đẹp như này ý. Đấy, máy Hàn bây giờ nó phải nhịn xịn như này ý các bạn. Vặn về 0 này. Đó là 31 nha. Ở đây hiển thị 20. Đây là 220 này. Ok. Kết luận cuối cùng, con máy Hàn này với cái lỗi là hàn yếu, hàn không ngọt. Nó có quận này thì hàn ngọt này. Nó không ngọt chẳng qua là nguyên nhân của nó ấy. Đó chính là do cái tiếp xúc của cái phần chỉnh lưu dẫn tới này, là có những lúc ấy là chỉnh lưu cả chu kỳ hay nửa chu kỳ nên cái năng lượng DC nó thấp. Năng lượng DC nó thấp dẫn tới hàn nó bập bõm và rất khó chịu. Anh ấy bảo hàn rất khó chịu vì hàn nó không chuẩn. Thì có trường hợp thì tụ này chết thì năng lượng DC nó không tích trữ nhiều thì nó cũng bị nhá. Rồi có trường hợp mà hàn yếu ấy, thì nguyên nhân có thể là do xe bằng 140 xử lý tín hiệu Ericsson này hoặc là VR hỏng. Nó nhiều nguyên nhân lắm các bạn nhá. Nhưng nguyên nhân hôm nay mình gặp thì chắc chắn là cái chỗ này rồi nhá. Còn đâu mình có lắp thêm cho anh ấy cái này này, rồi kể cả cái cầu diode, con diode này nó có đứt ra thì là nó vẫn hàn khỏe đấy các bạn ạ. Bởi vì chúng ta có bỏ một con biến áp đi thì nó vẫn hàn khỏe, bình thường khỏe. Nhưng con gái nó sẽ dồn dòng sang con khác thì con khác nó nhanh hỏng thôi. Nên mình đã có phương pháp mình xử lý lại cho nó thành zin bản, cho nó ba con biến áp đều phát huy tác dụng của nó. Và đặc biệt như ngày xưa đấy,
là người thợ trước họ chắc là bị OC đấy, họ biết chết con này, họ chả có thay, họ phải ném nó đi. Thì nếu mà hàn dòng nhỏ ok thì vẫn đáp ứng được bình thường, không chịu không sao cả. Nhưng mà nếu mà cho những cái chiếc máy hàn mà hàn cường độ cao ấy, thì kiểu gì sẽ chết hai con bên trong này các bạn nhé. May mắn là cái anh này thì anh ấy không hàn nhiều, hàn linh tinh thôi, nên do đó mà nó còn lưu tồn tại được đó nhá. Video kết thúc, chào các bạn.